Chào các bạn, Spider-Man Far From Home đã kết thúc với sự sắp đặt rõ ràng cho phần tiếp theo, khi đoạn video về cái chết của Quentin Beck đã làm rõ danh tính siêu anh hùng của Peter Parker. Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, cậu ấy cũng bị gán trách nhiệm cho cái chết của Mysterio, người vẫn được coi là một anh hùng bất chấp những kế hoạch bất chính của hắn. Từ đó, Spider-Man No Way Home được thiết lập để giải quyết hậu quả của những lời buộc tội này, khi Avenger trẻ tuổi thấy cuộc sống của mình bị đảo lộn hoàn toàn. Tuy Far From Home đã ra mắt cách đây 3 năm và Mysterio cũng không còn tồn tại nữa, nhưng sự thật là ngay từ thời điểm đó, hắn đã tiết lộ rất nhiều sự kiện trong cốt truyện chính của Spider-Man No Way Home. Vậy thì hắn đã làm điều đó như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video hôm nay nhé! Và tất nhiên thì video này lại một lần nữa có spoil, nên nó sẽ dành cho các bạn thích được spoil, đã xem phim ít nhất một lần, hay vì lý do dịch bệnh mà không có cách nào tiếp cận được với bộ phim, nên các bạn hãy cân nhắc trước khi xem tiếp nhé! Trong Spider-Man Far From Home, do lầm tưởng mình đang nói chuyện với Nick Fury, Peter bị bẫy và mắc kẹt trong ảo ảnh của Mysterio. Sau khi cậu phát hiện ra sự thật về thân phận thực sự của hắn, chỉ là một cựu nhân viên của Stark Industries. Tuy nhiên, ảo ảnh của Quentin Beck quá thuyết phục, khiến cho người anh hùng trẻ tuổi không thể trốn thoát khi bị nhốt ở trong đó. Sau khi rơi xuống từ tòa nhà, Peter nhìn thấy mình trong một rừng gương và vô số hình ảnh phản chiếu của chính mình ở mọi góc độ. Điều này đã được lấy trực tiếp từ cảnh kinh điển trong tập truyện tranh Amazing Spider-Man số 67. Nhưng ngoài tầm quan trọng về mặt dấu ấn, điều này còn ngầm báo trước việc Peter của Tom Holland sẽ gặp gỡ các phiên bản khác của chính mình từ vũ trụ khác. Ngay sau đó, xuất hiện tin đồn về sự trở lại của cả Tobey Maguire và Andrew Garfield trong Spider-Man No Way Home, cộng với các khái niệm đa vũ trụ bắt đầu được giới thiệu trong MCU, khiến cho thông tin này ngày càng được chú ý hơn. Trong Spider-Man Far From Home, Peter và những người bạn cùng trường của mình thực hiện một chuyến đi châu Âu, với mong muốn giúp họ vượt qua được những tổn thương gây ra bởi cú búng tay của Thanos trong Avengers Infinity War và sự đảo ngược của nó trong Avengers Endgame. Hành trình của họ ban đầu tuy chỉ bao gồm một địa điểm ở Paris, nhưng nó đã nhanh chóng bị thay đổi sau sự xuất hiện của Beck và các Elemental do hắn tạo ra. Theo kế hoạch ban đầu, Peter dự định sẽ tỏ tình với MJ trên tháp Eiffel, chính là nơi mà Mysterio đã sử dụng để lồng ghép vào ảo ảnh của hắn. Để khủng bố người nhện, hắn đã tạo ra ảo ảnh rằng MJ bị rơi xuống từ tòa tháp, khiến cho Peter hoảng sợ và chạy đến cứu cô nhưng không được. Trong Spider-Man No Way Home, một phiên bản tương tự của điều này đã thực sự xảy ra. Khi MJ bị rơi xuống từ khu vực giàn giáo bao quanh tượng nữ thần tự do, nơi diễn ra trận chiến cuối cùng của bộ ba người nhện và các phản diện. Và tuy Peter không đỡ được cô ấy, nhưng một người nhện khác đã có mặt kịp thời. Khoảnh khắc đặc biệt này thực sự đã tạo ra rất nhiều cảm xúc, vì nó gợi nhớ đến cái chết đầy xúc động của Gwen Stacy trong The Amazing Spider-Man phần 2. Với việc người nhện Andrew cứu được MJ, anh cũng dường như chuộc được lỗi và thoát ra khỏi bóng tối của mình trong quá khứ. Mặc dù Spider-Man Far From Home không thực sự có Iron Man, nhưng sự ảnh hưởng của anh ấy vẫn rất lớn trong phim. Khi vẫn còn đau buồn về cái chết của Tony Stark trong Avengers Endgame, Peter Parker phải miễn cưỡng tiếp tục hoạt động như một siêu anh hùng. Ngay cả khi rời Hoa Kỳ và đến một lục địa khác, cậu vẫn bị ám ảnh bởi nỗi đau và sự mất mát này. Mysterio đã biết về điều đó, vì vậy hắn thể hiện như mình là người cố vấn tiếp theo phù hợp nhất cho Spider-Man. Tất cả chỉ là để lấy được Ether từ cậu ta. Beck cũng cố gắng xoáy thêm vào sự hối tiếc của người nhện trước cái chết của Tony bằng cách tạo ra ảo ảnh về một Iron Man bỏ ra khỏi nấm mồ rồi đuổi theo cậu ấy. Mặc dù một sự kiện chính xác như vậy có thể sẽ không bao giờ xảy ra trong MCU, nhưng Spider-Man No Way Home đã phản chiếu rất nhiều ý nghĩa từ khoảnh khắc này, khi Peter phải đối đầu với Doc Ock và những phản diện khác. Từ việc Dr. Octopus trồi lên từ cây cầu và đuổi theo tấn công Spider-Man, cả ông và Electro đều sử dụng một vài thứ công nghệ của Stark, hay việc Spider-Man đang phải đối đầu với những hồn ma theo như mô tả của Dr. Octopus. Peter hầu như không có mối quan hệ cá nhân gì nhiều với Captain America, nhưng cậu ấy là một trong số ít những nhân vật của MCU đã từng sử dụng chiếc khiên của đội trưởng khi được giới thiệu trong Captain America Civil War. Hậu Infinity Saga, vũ khí mang tính biểu tượng này giờ thuộc về Sam Wilson, người đã được Steve Rogers chọn là người kế nhiệm cho danh hiệu Captain America của anh ấy. Trong Spider-Man Far From Home, Mysterio đã sử dụng hình ảnh chiếc khiên để khiến cho Peter bị mất phương hướng hơn nữa trong khi đang mắc kẹt trong ảo ảnh của hắn. Lúc này, Spider-Man đột nhiên thấy mình đang đứng trên một chiếc khiên khổng lồ của Captain America. Xung quanh là quang cảnh đổ vỡ và chỉ còn lại bức tượng đá khổng lồ của Mysterio là còn nguyên vẹn. Sau đó, Mysterio xuất hiện và chiến đấu với Spider-Man ngay tại đây. Trong khi đó ở Spider-Man No Way Home, trận chiến cuối cùng đã diễn ra tại khu vực tượng nữ thần tự do, hiện đang được thi công lắp thêm một mô hình khổng lồ của chiếc khiên Captain America. Tuy nhiên do cuộc chiến, phần công trường đã bị sụp đổ làm rơi chiếc khiên xuống dưới chân bức tượng và Spider-Man chiến đấu với chùm cuối trên chiếc khiên này, đúng như những gì đã xảy ra trong ảo ảnh của Mysterio. Ngoài ra, khi Spider-Man nhìn thấy mình bị thu vào một quả cầu pha lê trong ảo ảnh, thì cậu cũng đang ngồi cạnh tượng nữ thần tự do. Và đó là những tiết lộ đầu tiên của Mysterio về cốt truyện chính của Spider-Man No Way Home ngay từ 3 năm trước. Còn bạn có bổ sung thêm chi tiết nào không? Hãy chia sẻ nó trong phần bình luận nhé! Đừng quên like, subscribe và bật chuông thông báo để đón xem những giáo án mới nhất. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!